Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thanh Gươm Diệt Quỷ. Và tình hình đó là mình vẫn ở một cái chuồng ngựa thôi. Mà cái chuồng ngựa này thì nó khá là bất lợi, kiểu như nó ở dưới một cái chỗ trũng ấy. Thế nên là thôi thì hôm nay chắc mình sẽ đi tìm kiếm một cái nơi nó có cái địa hình cao hơn hoặc là nó phẳng hơn để mình dễ dàng sống, rồi sau đó mới có thể thoải mái đi khám phá về sau được. An cư thì mới lạc nghiệp được ấy, kiểu kiểu vậy. Bây giờ thì mình sẽ xách cái giường mà mình có được trong cái chuồng ngựa này rồi đi khám phá tiếp thôi. Bữa nay mình nghĩ là mình sẽ đi về hướng bên này, tại vì hôm qua mình chưa có dịp đi qua đây khám phá này. Và mình lại gặp được Yorichi sáu tay này nữa. Và theo như một số thông tin thì các bạn có chỉ mình đây là Yorichi kiểu như hình nộm thôi, kiểu mô phỏng là Yorichi á. Thế nên là không phải hàng real. Mình giờ cũng gọi là full giáp các thứ rồi. Có nên chơi lớn không ta? Solo 1-1 luôn á. Không phải hàng real mà, ngán gì. Được luôn. Giờ mình sẽ dùng sức mạnh hơi thở của gió của mình để mình solo. Rồi rồi. Đâu mất tiêu rồi, Yorichi mất tiêu. Ôi kìa, Yorichi dưới kìa. Không có xài hơi thở hả? Vậy thì được rồi, khô máu luôn. Quýnh cho lên bờ xuống ruộng luôn nè. Vô, cũng ghê đó, cũng ghê đấy. Vô. Mình sẽ dùng hơi thở của gió. Ôi, nhưng mà thanh niên này đánh rất là nhanh luôn. Đỡ đòn các thứ cơ. Mình cũng có hơi thở vậy. Mình phải dùng hơi thở liên tục mới được. Ôi, thanh niên này đánh nhanh quá hả? Tốc độ đánh của hắn hơi bị nhanh luôn. Hắn chặn được cái đòn hơi thở của gió của mình luôn cơ. Chịu thua đi, một hit nữa. Này thì á, hàng phá ke nè. Rồi và cái hình nộm này thì không có rơi ra đồ cho mình. Ây vui gì mà nãy giờ hắn đánh mình túi bụi luôn á. Căng à, căng à nha. Hàng phá ke mà đã mạnh như vậy rồi, không biết hàng riêng là mạnh tới cỡ nào nữa. Rồi trên núi có, ủa có những cái ngôi nhà của ai kìa. Có khi nào đó là một ngôi làng. Có thể là một ngôi làng lắm. Chính xác rồi. Mình gặp được một ngôi làng. Mình có nên ghé vô làng để sống nhờ không ta? Ui, ở đây nó có cái nhà đẹp quá nè. Cái nhà này còn có chó nữa cơ. Ôi, chó dễ thương vậy, chó đội mũ rơm kìa. Trời, dễ thương vậy ta. Nè, còn có tranh riêng luôn nè. Chà, được quá cà. Cái nhà này bé bé xinh xinh chắc cũng đủ để cho mình sống ấy. Trong đây thì, đây có hình như có đồ ăn của chú Quýnh ở dưới hay sao nè. Mình sẽ thử cho ăn thử coi. Được luôn. Nhưng mà có vẻ chú Quýnh này chỉ có thể trao đổi đồ với mình thôi. Mình đưa cái khúc xương hồi nãy thì sẽ cho mình đồ á. Kiểu kiểu vậy. Wow, trong ngôi làng này cũng hay ho phết đấy. Rồi và đây là mấy ngôi nhà bình thường của ngôi làng thôi. Coi coi có rương bọng gì không. Trong làng cũng có Yorichi sáu tay nữa cơ. Hình như mình vừa thấy thêm một chú cọp thì phải. Mình thấy cái vũ khí rất là quen thuộc luôn. Hình như chỉ có mỗi đây rồi, chính xác rồi. Đây chính là nham chủ. Có cái vũ khí xịn sò chứ kìa. Mà mặt căng thẳng quá à. Hú hồn chim én từ đâu quýnh mình chứ. Cái tên này đi đánh người sắt kìa. Láo tuyệt, dám đánh người sắt hả? Này thì dám đánh người sắt. Bước vô đây, cầm súng hay gì? Cầm súng, ta cũng chơi ngươi luôn. Này thì đánh người sắt nè. Da thanh niên này có súng. Chơi mà có súng. Chết tiệt thiệt. Hắn giết người sắt rồi. Trời, người sắt có tội tình gì đâu mà giết người sắt vậy. Ấy có súng rồi ăn hiếp mình nữa. Đợi đấy, có vẻ bây giờ mình không phải đối thủ của hắn rồi. Bây giờ mình yếu quá à. Phải cố gắng để tăng tiến sức mạnh hơn thôi. Hắn nhìn giống thợ săn quỷ nhưng mà tại sao lại giết người sắt ta?
Vậy là hắn là kẻ xấu đúng không? Ồ, chắc phải rồi. Chắc chắn hắn là kẻ xấu rồi. Mình vẫn chưa tìm được một cái nơi nào đó gọi là Okela để mình có thể định cư nè. Đây là một cái vùng núi và cũng có dân làng sống luôn. Còn có một ngôi nhà hình kim tự tháp nữa cơ. Chà, được quá ta. Để mình qua đây mình coi thử coi. Có đường vào không? Ồ, như có đường vào. Ồ, chắc có đồ, mình nghĩ vậy. Ê, à, cái lăng mộ này là dẫn mình xuống một cái mật thất ở phía dưới lòng đất nè. Wow, để coi phía dưới lòng đất này là cái gì nào. Tò mò thiệt. Ê, có zombie dưới này. Sử dụng hơi thở của gió để mình tiêu diệt mấy con zombie một cách nhanh gọn thôi. Còn đường đi không? Ơ, hết đường rồi. Ủa? Ồ, hết đường mất tiêu rồi. À, đây là đường lên thì phải. Ồ, lạ vậy. Ê, mà khoan. Ủa, cái này là mình nhớ tới cái kim tự tháp bình thường nữa. À, như vậy thì nó có cái chỗ lút đồ ở phía dưới. Ờ, nó rất là giống kim tự tháp khi mà mình chơi sinh tồn này. Được nha. Như vậy thì chắc dưới này cũng sẽ có những trái bơm á. Ồ, đúng luôn. Trong này thì cho mình ngọc lục bảo các thứ đâu nè. Ờ, mà nó hơi nghèo rương. Nó chỉ có hai cái rương thôi. Mà hôm qua lúc mà mình chiến đấu với cái con quỷ tai á, mình có nhặt được cái tai của nó nè. Cái tai nó mình có thể đeo vô làm giáp luôn nha. Nhưng mà nó không cho mình nhiều giáp cho lắm. Thế nhưng mà mình sẽ có được một cái kỹ năng từ cái con quỷ đó. Để mình lên trên mình thị phạm thử cho các bạn xem. Không biết kỹ năng nó mạnh như thế nào nữa. Kìa ngoài kia có con quỷ luôn cả. Vô. Sức mạnh của quỷ tai nè. Ây da, nhưng mà hiện tại mình đang là người nên không dùng được. Ui, quê vậy. Không dùng được rồi. Để khi nào mà kiểu như mình trở thành một cái kiếm sĩ diệt quỷ kiểu xịn sò con bò đây, rồi mình sẽ thử sử dụng sức mạnh của mấy con quỷ đó sao. Ui, nhưng mà bây giờ đang là ban đêm hả? Quỷ không à? Không ổn rồi. Không được. Mình nghĩ là mình nên chuồn tới một nơi nào đó an toàn hơn á. Mình lại gặp con quỷ bị cấm sừng rồi, tội nghiệp nó quá. Mình sẽ giải thoát cho nó thôi. Ê, chết, xài hơi thở của gió hụt rồi. Phải xài chúng thì mới được, xài hụt là hơi căng đấy. Tại nào. Ui, hắn. Rồi xong rồi, mình giải thoát cho hắn rồi. Tội nghiệp, thanh niên bị cấm sừng các thứ. Đằng kia mình thấy có một cái nhà cũng ok cả. Ồ, và đây ai vậy? Ui, mình gặp quỷ trống. Oh gosh. Tại sao lại gặp quỷ trống ngay lúc này? Ê, con quỷ này nó có vũ khí trên tay kìa. Này thì con quỷ cầm vũ khí trên tay nè. Ây da, bây giờ mấy con quỷ nó được trang bị vũ khí rất là căng luôn. Đằng kia là con quỷ trống. Mình sẽ thử liều với nó một phen. Sẽ đội cái sừng này lên. Ô, cái sừng này mình không dùng được à. Đây, được rồi nè. Mình sẽ đeo cái sừng vô để nhìn cho ngầu ngầu hơn á. Thôi, khô máu với con quỷ này thôi. Để coi có hạ được nó hay không. Này thì quỷ trống nè. Ê, căng vậy. Ui, nó đánh trống mình. Đánh trống. Này thì đánh trống nè. Ui, và hình như hắn rơi ra cái trống của hắn rồi. Ê, mình nhặt được cái trống của con quỷ trống nè. Ô, mình có hàng nóng để chơi rồi. Cái này tấn công tầm xa cũng ok lắm luôn. Mấy con quỷ nó khá là khó để áp sát mình đấy. Ê, một con quỷ nó có vũ khí trên tay kìa. Yes, thành công hạ gục mấy con quỷ khác rồi. Hiện tại thì mình đang dần làm quen với cái hơi thở của gió này. Và có một vài cái thức á, mình thấy tấn công kiểu diện rộng rất ok luôn. Chẳng hạn như thức thứ ba nè. Này, đó, có thể đẩy lùi được cái địch ra xung quanh đấy. Mình sẽ kết hợp với những thức khác như là thứ tư. Ui, mình lại gặp tiếp một con quỷ khác nữa rồi. Ngoài quỷ trống ra thì đằng trước là quỷ gì đây? Ui,
Ui ai da ai da ai da, con quỷ này căng vậy. Này thì ha, nhờn. Mình dùng thức thứ tư của hơi thở của gió, một phát một là đi liền. Ouch. Nhưng mà sau ngày càng nhiều những cái con quỷ thường nhưng mà nó được trang bị vũ khí vậy ta. Rất là ghê luôn. Ai vui. Đúng rồi, mình được sự hỗ trợ của một thợ săn quỷ kế bên nè. Ê, và hắn rơi ra vũ khí rồi. À, đây là vũ khí của hắn nãy giờ đánh mình nè. Cái tai quỷ. Wow. Cái này mà hai tay nhìn cũng ngầu lắm á. Ồ, ở trước mặt mình đang là cái công trình gì đây? Trên đường đi tìm nơi ở của mình, có vẻ là mình gặp được khá là nhiều công trình luôn ấy. Ủa, ở đây là Tanjiro. Ồ, bữa nay mình còn gặp được cả Tanjiro cơ. Và coi thanh kiếm của Tanjiro kìa. Đúng đã luôn. Ước gì mình có thanh kiếm của Tanjiro thì hay biết mấy. Nhưng mà không sao, cố lên, cố lên. Từ từ mình cũng sẽ gán cày cuốc và mình sắm như thanh kiếm xịn xịn giống như kiếm của Tanjiro vậy. Ừ, giờ thì chắc mình sẽ vô công trình này thôi. Ôi trời, vừa mới chớp mắt phát thì mình thấy Tanjiro hạ được con nhện rồi, nhanh vậy. Ồ, ồ đằng kia là xà chủ đang thể hiện sức mạnh cơ. Ghê thiệt á. Rồi, à trong đây là chỗ của mấy thanh niên chiến binh gà. À, vậy à. Thì mình sẽ vô trong để mình tìm đồ coi. Kiểu gì mấy thanh niên này cũng sẽ giấu đồ thôi. À đây rồi, đây rồi. Biết ngay mà. Bọn chúng giấu hẳn cả kim cương ở trong này. Này thì giấu kim cương. Tịch thu liền. Ê chưa chưa, kho đồ mình đầy mất rồi. Mình vứt ra kéo một hồi mình không lượm được kim cương á. Đây, một block kim cương luôn. Dầu to, dầu to. Ô và trời cũng gần sáng mất rồi. Ồ vậy là mình đã sống sót qua khỏi một đêm nguy hiểm rồi đó. Ờ à, và cái vùng này mình thấy nó cũng khá là phẳng nè. Tuy nhiên thì nó không có được an toàn cho lắm thôi. Ồ. Ồ và đây còn có một cái khu mộ nữa nè. Wow. Ây ây ây. Này thì con quỷ láo tét. Hình như đây là khu để tưởng niệm những cái thợ săn quỷ đã hy sinh ấy. Ở đây còn có Ibuyashiki đến thăm viếng nữa nè. Ờ, vậy là chắc chắn đây là chỗ để tưởng niệm mấy cái thợ săn quỷ đã hy sinh rồi. Còn có bánh đồ các thứ nè. Ờ, được quá ta. Ừ, vậy có khi nào gần đây có nhà của thủ lĩnh sát quỷ đội không? Ồ, phải mình mà tìm được nhà của thủ lĩnh sát quỷ đội cũng ok ấy. Cái nơi đó sẽ đủ rộng để mình có thể sinh sống và nó còn an toàn nữa. Tại vì chỗ đấy thì thường là các thợ săn quỷ nè, cũng như là các trụ cột sẽ hay tới lui ấy. Nên cũng sẽ có người trợ giúp mình khi mà gặp những con quỷ mạnh mạnh. Nhưng mà có vẻ khu này không có. Ê, bên này có vẻ khá là đẹp này. Chà, ở đây còn cái gì đây? Ê, ô mình chạm vô một cái block gì đó kìa. Ô, vô tình cái mình có một cái biệt thự ở đây luôn. Ý, đã vậy, hợp lý quá ta. Còn có nhà đường vào nữa nè. Mấy cái biển này là cái biển gì nữa? A few moments later. Cái này dịch ra là nhà tặng cho bé Lộc đẹp trai hả? À ra là vậy, trời ơi. Ngại muốn xỉu luôn á. Tự nhiên cái được tặng cái ngôi nhà hơi bị xịn sò luôn. Ồ quá đã. Ê cái gì ấy nhờ. Tặng nhà được rồi, còn tặng vàng nữa thì ngại lắm. Nhưng mà thôi cho mình xin nhá. Vô tình cái mình có một cái nơi ở đàng hoàng luôn. Này, đây còn có túi ngủ đồ nữa nè. Wow, đã vậy ta. Thôi chắc an cư được luôn rồi đó. Cái nơi này thì cái địa hình xung quanh nó cũng khá là tiện lợi cho mình nữa. Mình muốn đi thì cũng thoải mái hơn thôi. Ok, quyết định vậy đi. Chắc mình sẽ sinh sống ở cái khu vực này luôn ha. Giờ trước mắt là mình sẽ cất đồ trước nè, rồi mới làm tiếp cái công việc trong ngày hôm nay được. Bây giờ thì mình đã có được một lượng kim cương nhất định rồi, nên là mình sẽ đầu tư luôn một cây cúp kim cương đi. Để một tí có gì mình còn đào hắc diệm thạch nè, hoặc là đào những thứ xịn xịn hơn. Nhất là mấy cái quặng scarlet hiếm ấy. Nơi ở thì cũng ok la hết rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ bắt tay vào công việc
đó chính là kiếm thêm một lượng bò nhất định thôi. Tại vì mình phải có bò thì mình mới có thể lấy được da bò, rồi sau đó làm được cái bàn cường hóa để cường hóa vũ khí của mình lên nè. Mà khu vực này thì mình thấy là hầu như không có bò thì phải á. Ngựa không à. Ngựa cừu được thôi. Ủa. Thôi tạm thời thì chắc mình sẽ vừa làm nhiệm vụ rồi vừa tìm bò luôn cũng không sao đâu. Ok. Bây giờ thì tự nhiên mình lại nảy ra cái ý định là chế tạo thêm những cái thanh kiếm diệt quỷ ấy. Đây. Một thanh kiếm diệt quỷ thì nó cần 2 Scarlet Orc và 2 Scarlet Iron Shen thôi. Mình sẽ làm được một cây nè. Để xem thanh kiếm lần này mình chế tạo nó là thanh kiếm gì đây. Mình cầm lên một lúc thì nó sẽ biến thành... Oh, đây là thanh kiếm lưỡi đen. Nó khá là giống thanh kiếm mà Tanjiro đang cầm ấy. Wow. Mình may mắn tới vậy sao? Được quá ta. Ôi nhưng... Ôi trời 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 ơi. Cái gì vậy hả Trụ? Giật hết cả mình. Tự nhiên trong nhà mình lại có Hà Trụ này. Oh my god. Muốn đi ra hả vậy? Nè mở cửa ra nè, đi ra đi. Trời đất ơi. Giật hết cả mình à. Tưởng đâu thích khách vô nhà không? Tính lấy thanh kiếm lưỡi đen ra là xử lý rồi đó. Nhưng mà may là còn thấy tên kịp ấy. Rồi luôn. Vậy là bây giờ mình có thể sử dụng hơi thở của mặt trời rồi. Wow. Coi thanh kiếm lưỡi đen của mình này. Đòn đánh là toàn ra lửa thôi này. Đã thiệt luôn á. Mình sẽ test từng cái thức khác nhau để mình coi coi đâu mới là cái... Ui. Xịn chưa. Wow. Trời ơi, mình tấn công ở đây mà đằng kia có con nó ngẫm cuốn tỏi thôi kìa. Hôm nay quả thật là một ngày may mắn của mình rồi. Bây giờ là mình đã không ngán mấy con quỷ nữa đâu. Mình nghĩ với sức mạnh hiện tại là mình có thể bêm được mấy con quỷ mà hôm qua nó dám bán hành cho mình rồi đó. Wow, coi kìa, mình tạo ra được cả đầu rồng luôn, đầu rồng lửa. Coi rồng lửa kìa, thích chưa? Thôi đi quẩy thôi, bây giờ trời gần tối chưa? À, trời gần tối rồi. Được, bữa nay mình tính là đi đi kiếm bò các thứ, nhưng mà bây giờ mình đổi mục tiêu đi. Mình đi kiếm cái con quỷ tai á, để mình xử lý nó thêm một lần nữa, coi coi có hoàn thành được cái nhiệm vụ hay không. Mình còn cái nhiệm vụ tiêu diệt quỷ tai mà còn gian dở từ qua tới giờ nè. Tới công chuyện rồi, con quỷ tai. À, mà trước khi quýnh con quỷ tai thì để mình quýnh con quỷ này trước rồi đó. Này thì con quỷ láo tét. Ê, đây là Zenitsu. Ô, hết gặp Tanjiro rồi, bây giờ còn gặp Zenitsu nữa. Quá đã luôn. Ở đây còn có... Ôi, 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 cá sấu. Ây, ây, còn cá sấu. Này thì còn cá sấu. Trời ơi. Bây giờ không chỉ nguy hiểm bởi những con quỷ đâu, mà còn nguy hiểm bởi những cái sinh vật ở xung quanh nơi ở mình nữa. Lạng quạng là vô bụng cá sấu như chơi đấy, không đùa. Rồi để mình lên cái đỉnh núi này coi coi. Có con quỷ tai trên này không? Ây, ui, ui, ui. Mình phải hỗ trợ những cái người săn quỷ khác thôi. Ui, ui. Wow, 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 wow. Hay là thanh niên này mới là quỷ tai ta? Ồ, không phải thanh niên này. Ở đây có nguyên một cái nhóm gì, nhóm quỷ luôn nè. Mấy con quỷ. Quỷ nhóc ác thôi. Ồ, và mình đã mở được thành tựu là tiêu diệt 20 con quỷ đầu tiên rồi. Wow, máu của mình cũng đã tăng lên đáng kể rồi cơ. Ui. Ui, 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 con quỷ gì ghê vậy? Ây da, ây da. Ui, ui, ui. Căng vậy. Ây. Chạy thôi. Ui, con quỷ đó mạnh quá. Ui, may mà mình vẫn kịp chạy á. Có vẻ bây giờ giáp của mình vẫn chưa đủ để phòng ngự trước sự tấn công dữ dội của từ một vài con quỷ. Cay vậy ta. Phải tìm cách chế tạo những bộ giáp mạnh hơn quá. Rồi, ở đây có mấy cái con quỷ nhóc ác nè. Bước vô đây.
Ripper là một nhát thôi. Này thì láo tét, này thì con quỷ lửa dài, này thì quỷ lửa dài hả? Ô hô, được quá ta, kỹ năng phát rainbow này nó cho mình tốc biến một khoảng nhỏ nè, dùng để đi di chuyển khám phá cũng rất là ok đấy. Ôi mình gặp một con quỷ, nó đứng cạnh mình luôn. Ây da. Ui, nó tấn công liên tục mình kìa. Quay, mới lên núi thôi mà mình bị nguyên một con quỷ nó rình ám sát rồi. Ồ, khó thiệt chứ. Tính ra bây giờ mình còn yếu lắm luôn á. Mặc dù mới sở hữu thanh kiếm, lưỡi kiếm màu đen, cực kỳ xịn nè. Nhưng mà sức phòng thủ của mình thì có thể nói là còn rất là kém thôi. Phải tìm cách nâng cấp giáp lên mới được. Thôi được rồi, đi săn bò liền. Một là đi săn bò, hai là đi dắt bò về. Để nhanh chóng có được cái bàn cường hóa thôi. Đây, mình thấy bò rồi. Ok, vậy là mình có được một bò rồi. À, đây có một bò nữa là hai bò. Được. Mình sẽ dắt từ từng bò về. Rồi, vậy là bây giờ mình đã có thể nhân giống bò thoải mái luôn rồi. Mà nhân giống bò thì cũng phải đợi một lúc thì bò mới có đủ nhiều để mình lấy thịt á. Thế nên là trong lúc này mình cũng sẽ đi săn thêm bò đi, để sớm có được cái vàng cường hóa. À, mình còn thiếu sách. Có một cách để nhanh hơn để mình có thể có được cái vàng cường hóa sớm. Đấy chính là mình đi tìm làng á. Thì trong làng có nhà của thú thư nè. Rồi mình sẽ lấy sách của nhà thú thư mình dùng tạm đi. Rồi chừng nào mình có điều kiện mình trả lời thú thư sao. Mày đừng có bốc quét. Mà ở bên đây mình gặp có một cái đội quân chiến binh gà nè. Mình gõ gàng rất là mạnh luôn. Vậy mà gặp mấy thanh niên quỷ hồi nãy mình đại đánh không lại là sao ta, vô lý thiệt. Mình cũng gai gì phết đây. Đâu hả? À, mình đã quay trở lại cái ngôi làng hồi nãy rồi nè. Để coi trong làng có nhà thủ thư hay không nhá. Dù không có rồi. Ồ, hình như cái làng này không có thủ thư hay sao ấy. Toan rồi, không có kệ sách luôn. Xu vậy ta. Vậy thì khó lòng mà mình làm được cái bàn cường hóa trong ngày hôm nay rồi. Ủa, trong làng. Ủa, cái gì? Đây là dân làng đột biến. Thịt của dân làng đột biến nè. Ghê vậy. Trời ơi, coi cái quả bắp tay kìa. Trời ơi, 300 máu, dân làng 300 máu. Trời ơi, sao đều muốn như ngu lem vậy đó. Ê. À, mình lỡ mở cửa bằng cây kiếm cái là dùng hơi thở ngụm củ tỏi một dân làng rồi. Ý, mình còn ăn được nữa ha. Yêu. Ui, mình vô ý thôi chứ không có cố ý đâu. Ồ. Ê, mà trong nhà này á có chú cún dễ thương lắm. Hay là mình dắt chú cún này đi theo ta. Ê. Mình ẩm được chú cún đội mũ rơm nè. Được á, mình nghĩ là mình ẩm chú cún mũ rơm này về nhà của mình để sống chung. Có cún bầu bạn này chắc sẽ vui hơn á. Đâu rồi, mình sẽ thả chú cún này vào sảnh trước của nhà mình đi. Đây, ngay chỗ này. Rồi, cún ở trong nhà nha. Đúng dễ thương luôn á trời. Mình không biết là mình nên đặt tên cho chú cún này là gì nữa. Mà hiện tại thì hình như mình không có đủ sắt rồi. Phải đủ sắt thì mình sẽ làm cái thẻ tên á. Ủa, làm cái đe, rồi mình sẽ đổi tên thẻ tên rồi đặt cho chú cún này một cái tên ha. Rồi, còn bây giờ thì tiếp tục đi tìm sách để làm kệ sách nào. Ở đây mình thấy nó có hai cái nhà này à. Liệu rằng trong hai nhà này có kệ sách không? Ê, nhà này có kệ sách nè. Thôi, mình tới rồi. Cái rìu. Oh no, mình không có cái rìu. Được, mình sẽ làm cái rìu. Thật ra cũng chặt nhanh hơn và coi được bao nhiêu kệ nào. Ba. Ồ, cái này có 8 kệ thôi. Cũng được đi. Cũng đỡ biết bao nhiêu là giấy là sách của mình rồi. Còn có những cái bình mật ong rồi nữa nè.
tầng 2 nha. Tầng 2 cho mình nông sản thôi. Cũng được. Chút vàng. Ok, có luli để cường hóa luôn, tuyệt vời. Còn cái giường nữa nè, giường này màu cũng đẹp, lấy luôn. Bên này có thêm kệ sách không? Bên này thì có vẻ không rồi. Ồ, nhưng mà nó có tầng hầm. Ui, có tầng hầm mà ghê vậy. Hơi căng nha. Ôi. Ui, dưới này nó có cái con boss. À, boss hả? Boss bão cát chứ gì? Này thì boss bão cát. Ây da. Ui, con boss này nó quánh dư ghê vậy. Ôi. Ui, lắc máy. Ui, con boss deserted này rất là mạnh luôn. Mình không biết mình đánh trống của nó, đánh trống nó có nghe được không nữa. Hình như đánh trống tấn công nó được á. Ê. Mình dùng cái trống của con quỷ trống mình tiêu diệt boss từ nè. Từ. Đó, một lần mình sẽ kéo được nó một ít máu. Yeah. Có cách rồi. Và cách liễu con boss này thôi. Ý. Vậy là xong rồi. Mình đã đánh bại được con boss kiểu như là lóc xoáy cát rồi. Nó rơi ra cho mình một thanh kiếm. Có sắc bén cấp độ 10 luôn. Trời ơi, nó cộng cho mình 500% sức tấn công. Nhưng mà tốc độ đánh của nó thì rất là chậm nha. Wow, cái kiếm này đỉnh vậy. Không biết là một hit nó có hạ được những cái con thứ dữ hay không nữa. Để mình test thử mới được. Nè, đây có mấy con quỷ rồi nè. Ô, mình còn gặp cả thủy trụ nữa. Thanh kiếm của thủy trụ cũng rất là đẹp nha. Đổi kiếm không? Tôi có thanh kiếm cộng 500 đam nè, đổi đi. À, không đổi thôi. Gà đổi mà có vẻ là thủy trụ không chịu đổi rồi. Hy vọng là một ngày nào đó mình có thể chạm trán với thủy trụ rồi đọ sức các thứ rồi ha. Ê, ở kia có người rắn kìa. À, con quỷ rắn. Được, mình sẽ dùng cái kiếm mới này mình test thử coi. Chặt luôn cái nè. Ây dù, cái kiếm này chặt một cái không chết con quỷ rắn được. Chết tiệt. Nhưng mà không sao. Mình sẽ dùng hơi thở mặt trời để mình tấn công con quỷ rắn này cũng được. Không sao hết. Này thì quỷ rắn. Hơi thở của mặt trời ta hơi bị mạnh đấy. Đừng có đùa. Ngẫm của tỏi chứ cưng. Sao mà đỡ được. Mà ngộ ta, hai đêm vừa rồi mình không gặp con quỷ tay luôn á. Hình như con quỷ tay nó không có xuất hiện ở cái vùng sa mạc này rồi. Hình như vậy. Quỷ tay chỉ xuất hiện ở vùng đồng bằng hay sao á. Ây da, con quỷ này trâu vậy. Quỷ này hơi bị trâu nha. Này thì trâu nè. Vậy thì không biết khi nào mình mới làm được cái nhiệm vụ là tiêu diệt quỷ tay luôn á. Ok, nhưng mà hiện tại thì mình đã có được một ít cái sách rồi. Thế nên là mình sẽ lập tức về nhà để mình chế tạo ra cái bàn cường hóa. Ý, mình còn thiếu một thứ rất là quan trọng nữa. Đó chính là hắc diệm thạch. Mình chưa có hắc diệm thạch. Để mình đi đào hắc diệm thạch cái đó. Đây, cái bên có hồ nhung nham nè. Ui, cái gì? À, có quỷ. Con quỷ. Con quỷ này. Quỷ láo tét. Này thì láo tét nè. Ui, thêm con quỷ này nữa. Ui, hình như con quỷ này con quỷ mình gặp ở trên núi đúng không ta? Thôi, lấy lẹ rồi vô nhà để chế tạo nào. Mình chắc mình đào 4 cục rồi mình vô nhà luôn á. Ui, này thì dám đánh cụ ông hả? Láo tét thiệt. Cụ ông, xử con quỷ này đi. Đúng rồi, đừng có tưởng ha. Cụ ông ha là dễ xơi nha, gừng càng già càng cay đó cu. Đúng rồi. Đánh đi cụ, đúng rồi. Cụ ông cũng rất là đáng gờm ấy. Không đùa đâu. Có dịp gặp lại Tanjiro rồi. Nè, giờ tôi cũng có kiếm giống Tanjiro rồi nè. Mới nói hồi nãy giờ tôi có rồi đấy. Thấy tôi VIP chưa? Nhưng mà về sức mạnh thì chắc mình không có tuổi với Tanjiro hiện tại đâu. Nên là mình cần phải luyện tập nhiều lắm á. Đây,
Dạ thì mình trước mắt là có thể làm được cái bàn cường hóa đó nè. Và làm được một vài kệ sách nữa. Đặt ngay trung tâm luôn. Ngay đây. Kệ sách thì mình sẽ đặt ở xung quanh giống như vậy. Mình sẽ cho cái kiếm mình vô thử coi. Chắc phải gán cày thêm kinh nghiệm với lại cày thêm kệ sách thì mới mạnh được. Ok, nhưng mà ít ra thì mình cũng đã có được một nơi để mà định cư nè. Mà còn có được bàn cường hóa và một cái chú cuốn để bầu bạn nữa. Khá là tuyệt vời. Ôi, nhưng mà sao trong nhà mình lại có những con quỷ? Chết tiệt. Con quỷ chết tiệt. Ôi, không ổn rồi. Ngôi nhà mình có những con quỷ xuất hiện rồi. Oh no. Vậy là mình phải thắp thêm đuốc à. Ở trong đây mình... Ồ, có đèn nhưng mà có vẻ ánh sáng không đủ nên là quỷ vẫn xuất hiện được. Chà, căng rồi nha. Làm chú cuốn của mình sợ đi núp một góc thôi cơ. Mấy con quỷ chết tiệt. Để mình đi dọn sạch trong này coi. Còn con quỷ nào trong cái ngôi nhà của mình không? Hình như hết rồi đó. Ok, có vẻ là hết rồi. Như vậy, trong ngày hôm nay thì mình đã kiểu như may mắn sở hữu được một cái thanh kiếm lưỡi đen. Và thanh kiếm này á, thì sử dụng hơi thở mặt trời luôn nha. Kiểu như là hơi thở khởi nguyên luôn á. Rất là xịn sò con bò. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng nhanh chóng cải cấp để có thể cường hóa được thanh kiếm lưỡi đen của mình lên. Và cường hóa cả bộ giáp này nè. Chứ mấy con quỷ ở trên núi ấy, nó đánh mình không được phát nào như hồi nãy thì rất là cay cú luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong thế giới thanh gươm diệt quỷ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.